Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ ba ngày 23 tháng 4. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2024, diễn đàn đầu tiên có chủ thể chính là ASEAN do Việt Nam sáng kiến và đăng cai tổ chức. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Giờ sáng ngày hôm nay tại Hà Nội đã khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2024, diễn đàn đầu tiên có chủ thể chính là ASEAN do Việt Nam sáng kiến và đăng cai tổ chức, có chủ đề xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh và bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu đề dẫn diễn đàn, cùng dự có các diễn giả là lãnh đạo cấp cao của ASEAN và các nước ASEAN như Thủ tướng Lào Sornsay Sisvanron, nước chủ tịch ASEAN năm 2024, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Indonesia, Brunei, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun. Với chủ đề xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển nhanh và bền vững, lấy người dân làm trung tâm, tại diễn đàn các diễn giả chia sẻ ý tưởng mới và sáng tạo để lãnh đạo các nước ASEAN tham khảo trong quá trình xây dựng chiến lược, tầm nhìn của khu vực và mỗi nước, góp phần mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Trong đó, diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội. Các doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều ý tưởng kinh doanh, kết nối mạng lưới để tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh. Phát biểu chào mừng gần 500 đại biểu và dẫn đề cho diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại quá trình xây dựng và phát triển của ASEAN, cho biết gần 3 thập kỷ tham gia ASEAN, Việt Nam luôn coi ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, an ninh, kinh tế, quốc phòng, luôn nỗ lực hết mình vì cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, có vai trò vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên thế giới. Thông tin về các yếu tố nền tảng và chiến lược phát triển đất nước, đường lối đối ngoại, chính sách quốc phòng của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, xuyên suốt trong quá trình đó, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Cho rằng ASEAN đang hướng đến các mục tiêu đến năm 2045 với khát vọng về một cộng đồng phát triển năng động, gắn kết và tự cường. Để hiện thực hóa tầm nhìn ASEAN 2045, Thủ tướng đề nghị cần thực hiện 5 tăng cường, gồm tăng cường đoàn kết, tăng cường tin cậy chiến lược, tăng cường chuyển đổi số, phát triển xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường phát triển hài hòa, bền vững, bao trùm, lấy người dân làm trung tâm và tăng cường quy động mọi nguồn lực xã hội, tạo đột phá chiến lược về phát triển nhanh và bền vững. Sáng nay, trong khuôn khổ phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đây là chuyên đề giám sát rất có ý nghĩa và đã được cân nhắc kỹ lưỡng khi đồng thời tổng kết pháp luật về giao thông và trật tự giao thông. Lấy ví dụ tuyến cao tốc Sơn La - Túy Loan có 2 làn nhưng không có làn dừng khẩn cấp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, vừa rồi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo kịp thời, Quốc hội cũng đã dành quan tâm cho những dự án như vậy. Đây là vấn đề cần kiến nghị. Gắn với đó là đầu tư đồng bộ hệ thống đường xá, hành lang giao thông, công trình trạm dừng nghỉ. Về vấn đề phân bổ nguồn lực đầu tư kết nối giao thông đa phương tiện, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hệ thống đường bộ đã yếu, đang phải tập trung thêm, nhưng đường thủy nội địa cũng chưa được quan tâm. Nếu đường thủy làm tốt sẽ giảm tải cho đường bộ và giảm rủi ro, bảo đảm an toàn giao thông và hiệu quả logistics tốt hơn. Báo cáo của đoàn giám sát cho thấy, mạng lưới giao thông đường bộ trên phạm vi cả nước ngày càng được phát triển, thông suốt, nhiều tuyến đường trọng điểm được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Trong đó đã tập trung ưu tiên đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông đường bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chưa đảm.
Sáng nay, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 tiếp tục ngày làm việc thứ hai và bế mạc. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Đến dự đại hội có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện thành phố. Về phía thị xã Bình Minh có ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Bình Minh và 158 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, mặc dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài, song hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp của thị xã Bình Minh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thể hiện rõ tính liên minh chính trị rộng lớn, tính liên hiệp tự nguyện, tính nhân dân sâu sắc. Đáng chú ý, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với công tác giảm nghèo bền vững, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn đã phối hợp tuyên truyền vận động người dân đóng góp tài lực vật lực chung sức xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thị xã Bình Minh đã có 3 trên 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 trên 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 3 trên 3 phường được công nhận đô thị văn minh. Bên cạnh đó, quỹ vì người nghèo cũng đã vận động được hơn 13,1 tỷ đồng, vượt hơn 45% so với nghị quyết. Qua đó đã cất mới và sửa chữa 429 căn nhà đại đoàn kết. Đến cuối nhiệm kỳ, không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Công tác an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, từng bước đi vào nề nếp. Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Minh trong nhiệm kỳ qua. Để góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện những mục tiêu nhiệm vụ của đảng bộ thị xã và 6 chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, nhiệm kỳ 2024-2029 đã đề ra, ông chỉ đạo. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong thị xã tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, nắm tình hình nhân dân để tham mưu cho cấp ủy phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa phát sinh những điểm nóng phức tạp ở cơ sở, triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thường xuyên rà soát kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp trong thị xã theo hướng hoạt động hiệu quả, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tại đại hội, đại biểu đã hiệp thương cử 60 ủy viên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029, hiệp thương cử chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên thường trực. Ông Châu Văn Trịa, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, tái cử chức danh chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Minh, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương thống nhất cử 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Minh khen thưởng cho 13 tập thể và 22 cá nhân đã thực hiện tốt công tác Mặt trận Tổ quốc giai đoạn 2019-2024. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Minh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã có cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 8 huyện thị xã thành phố trong tỉnh để rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. Tham dự cuộc họp có ông Hồ Văn Huân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tại cuộc họp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Minh trong quá trình tổ chức đại hội, nổi bật là công tác tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã cũng đã chuẩn bị tốt báo cáo chính trị sát giới đề cương, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Trong đó, nội dung nêu bật được những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đặc biệt là xác định mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã trong nhiệm kỳ mới. Đối với đề án nhân sự được thực hiện đảm bảo đúng điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các phần khánh tiết phục vụ đại hội diễn ra trang trọng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đại hội được tăng cường. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Bình Minh thành công là cơ sở để 7 đơn vị huyện thành phố còn lại tiếp tục tổ chức tốt đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, tiến tới đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động ông Trần Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đến công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, bổ nhiệm giữ chức trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, điều động ông Nguyễn Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ đến công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chúc mừng hai cán bộ vừa được nhận nhiệm vụ mới luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, việc luân chuyển điều động cán bộ là việc làm thường xuyên nhằm giúp cán bộ học hỏi trên nhiều lĩnh vực, phát huy kinh nghiệm sở trường công tác. Đồng thời yêu cầu ông Trần Minh Khởi và ông Nguyễn Chí Cường không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật của người cán bộ, đảng viên. Tiếp tục phấn đấu cùng tập thể đơn vị nơi công tác mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh điều động ông Dương Bỉnh Hân, sinh năm 1980, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đến công tác tại Sở Xây dựng, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm chức vụ Phó Giám đốc Sở. Ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định tặng quà chúc mừng, đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, ông Dương Bỉnh Hân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết cùng với tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng tham mưu tốt cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tốt quy hoạch tỉnh và quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chiều nay, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch phối hợp về công tác dân vận chính quyền năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và bà Trịnh Thị Kim Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Thời gian qua, công tác dân vận chính quyền ở cơ quan đơn vị địa phương luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực, tạo được sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với đảng, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp, triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là những dự án lớn, đưa nghị quyết, chính sách đi vào cuộc sống. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao vai trò của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy trong công tác phối hợp, phân công trách nhiệm chặt chẽ. Công tác dân vận bám sát, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị từng ngành, từng địa phương, giải quyết tốt những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, đời sống người dân, thay đổi bộ mặt đô thị, nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh. Ông đề nghị thời gian tới tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác triển khai quán triệt có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình đời sống, tâm trạng các tầng lớp nhân dân, các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch,
dân chủ, thân thiện và gần dân, bảo đảm sự tham gia, giám sát và quyền làm chủ của nhân dân. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho hai tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện mô hình dân vận khéo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thực hiện chương trình xây dựng luật năm 2024 và để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, chiều nay đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị sở ngành liên quan. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản đã được Quốc hội khóa 15 thảo luận và cho ý kiến tại kỳ họp lần thứ 6. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các chuyên gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với dự thảo luật và dự thảo báo cáo tiếp thu chỉnh lý giải trình dự án luật. Theo đó, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản sau khi tiếp thu chỉnh lý đã sửa đổi bổ sung 40 điều, bãi bỏ 3 điều của luật đấu giá tài sản hiện hành và bổ sung 3 điều mới. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều tán thành với sự cần thiết sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các quy định để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, chặt chẽ, công khai, minh bạch, thống nhất để sau khi được ban hành, luật sẽ mang tính khả thi cao, sát thực tế và kiến nghị trong thời gian tới cần tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin theo hình thức đấu giá trực tuyến trong hoạt động đấu giá tài sản nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu giá, tránh tình trạng gây tiêu cực, thất thoát tài sản trong đấu giá tài sản. Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2024. Giờ chiều ngày hôm nay, đoàn công tác của đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long do bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà chiến sĩ Điện Biên và gia đình thân nhân chiến sĩ Điện Biên đang sinh sống trên địa bàn thành phố Vĩnh Long. Đoàn đã đến thăm ông Phạm Văn Thoại, 94 tuổi, 60 năm tuổi đảng, ngụ tại số 35/1 Hoàng Hoa Thám, phường 2, thành phố Vĩnh Long, là dân công quả tuyến tham gia trực tiếp chiến dịch Điện Biên Phủ. Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống sinh hoạt của ông Phạm Văn Thoại và gia đình, đồng thời chúc ông mạnh khỏe và luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của gia đình và tiếp tục giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã tặng quà cho gia đình ông Phạm Văn Thoại. Cũng trong chiều nay, bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân ông Nguyễn Xuân Phong, sinh năm 1932, ngụ khóm Tân Quế Đông, phường Trường An, là chiến sĩ trực tiếp chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 70 năm. Ngày 23 tháng 4, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Phạm Văn Khiêm, tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bình Minh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Tân. Các nội dung kiểm tra gồm thực hiện theo chỉ lệnh, chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về công tác sẵn sàng chiến đấu, nhất là công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2024 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2024, việc xử lý các tình huống theo kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9 đánh giá cao việc quán triệt triển khai các mặt công tác sẵn sàng chiến đấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, đồng thời yêu cầu đơn vị thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ, luôn luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân, làm tốt công tác quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, tiến hành có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát, giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Tam Bình. Đoàn đã khảo sát nhà lưu niệm Ngọc Đầu Sư Nguyễn Văn Gợi ở khóm 3 thị trấn Tam Bình, bia truyền thống công an tỉnh Vĩnh Long ở ấp Danh Tấm, xã Hậu Lộc và khu di tích lịch sử cách mạng Cái Ngang ở ấp 4, xã Phú Lộc. Tại các nơi đến, đoàn đã tìm hiểu những khó khăn vướng mắc trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, về hiện trạng các di tích cơ sở vật chất, chế độ chính sách đối với người trong khu di tích, kinh phí tôn tạo, bảo dưỡng di tích, công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân về giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa của địa phương. Qua khảo sát, giám sát, đoàn đánh giá cao công tác quản lý nhà nước tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn huyện Tam Bình. Đồng thời mong muốn huyện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quản lý chặt các di tích theo phân cấp, có kế hoạch cụ thể từng giai đoạn trùng tu, nâng cấp các di tích, sớm hình thành quy chế quản lý, động viên ban quản lý tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị di tích. Chiều nay, Ban Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tổ chức họp mặt cộng tác viên trong và ngoài tỉnh nhằm đánh giá kết quả phối hợp cộng tác năm 2023 và định hướng công tác phối hợp cộng tác năm 2024. Năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tiếp tục được sự cộng tác nhiệt tình của các đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố, cộng tác viên đang công tác tại các đơn vị thuộc công an trong và ngoài tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các ngành liên quan. Trong năm, đài đã nhận và phát sóng hơn 1.340 tin, 222 phóng sự ngắn và 52 chương trình chuyên đề. Nội dung thông tin bám sát tình hình thời sự, phản ánh khá toàn diện những thành tựu nổi bật của địa phương về những vấn đề đặt ra trong đời sống, qua đó góp phần thông tin kịp thời, phản ánh được tình hình thời sự diễn ra ở các địa phương. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long cũng đã thông tin trong năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình được nâng lên, nội dung thông tin phong phú, đa dạng, hướng về cơ sở, trong đó có sự đóng góp tích cực của các đơn vị và cộng tác viên. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long mong muốn các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tin bài, chuyên mục, câu chuyện truyền thanh, chú trọng những sự kiện, đề tài hay từ thực tiễn cuộc sống, đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Nhân buổi họp mặt, Ban Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có nhiều tin bài cộng tác đạt chất lượng phát sóng trong các chương trình phát thanh truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, giải chạy bán marathon Tự hào Tổ quốc tôi 2024 diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh đã góp thêm bầu không khí rộn ràng trên cả nước nhân dịp chào mừng 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Sự kiện không chỉ khuyến khích tinh thần rèn luyện thể dục thể thao mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Những hình ảnh đẹp trên cung đường tổ chức giải chạy bán marathon Tự hào Tổ quốc tôi sẽ thay lời kết chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Của tổ quốc của mình thì đó là một trong những cái niềm tự hào của bất kỳ một người công dân nào chứ không riêng gì học. Cảm thấy rất là tự hào và thiêng liêng khi chạy dưới đường cờ tổ quốc vì hai bên là những cánh đồng lúa rất là hay, rất là đẹp, rất là tự hào. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị có thể truy cập trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.